Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội thêm 15 ngày. Ngày 6 tháng 8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến xác nhận, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 15 ngày đến ngày 22 tháng 8. Theo Phó Bí thư, việc giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng sẽ đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, triển khai quyết đoán linh hoạt các giải pháp, quyết tâm chiến đấu, chiến thắng dịch bệnh. Đồng thời, tận dụng thời cơ bứt tốc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng các nhiệm vụ. Sở Y tế được giao nhiệm vụ kiên định các giải pháp chống dịch 3 trước 4 tại chỗ, triển khai các kịch bản chi tiết, chủ động ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, diễn biến thực tế, có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Thời gian này, qua xét nghiệm, cơ quan phát hiện nhiều ổ dịch nguy hiểm như ở Đông Anh, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Thành phố cũng liên tiếp phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm phức tạp như nhà thuốc Đức Tâm ở quận Đống Đa, công ty thực phẩm Thanh Nga ở quận Hai Bà Trưng. Dịch bệnh tấn công vào các chuỗi siêu thị, chợ dân sinh, làm gián đoạn nhiều hoạt động đời sống của nhân dân.